Chúng ta đã quá quen thuộc với việc Conan dùng kim gây mê bắn vào thám tử Mori để mượn thần xác ông bác thay mình phá án. Nhờ vậy mà danh tiếng của ông bác lên như diều gặp gió và biệt danh Kogoro ngủ gật cũng đã được ra đời. Tuy nhiên không phải lúc nào ông bác râu kẽm cũng nhờ Conan phá án hộ, mà cũng có đôi lúc thám tử Mori tự mình tìm ra chân tướng vụ án mà không cần phải ngủ gật. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Anime Rewind đi tìm hiểu và phân tích về vụ án họp mặt nhóm bạn cũ Kogoro để xem khi nghiêm túc, ông bác râu kẽm của chúng ta sẽ lợi hại như thế nào nhé. Vụ án từ những người bạn cũ quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau vụ án. Không chần chừ nữa, cùng bác Mori phá án ngay thôi nhé. Tại khu nghỉ mát suối nước nóng Benkei, tỉnh Tochigi, bác Mori có một cuộc họp mặt với nhóm bạn cũ ở câu lạc bộ judo tại đại học Beika. Ran và Conan cũng được dẫn đi tham gia cùng. Cả hai còn được ngâm nước nóng và kỳ lưng cho nhau. Làm con nít sướng thế cơ đấy. Không biết Ran mà phát hiện ông nhói Conan là Kudo thì sẽ như thế nào nữa. Tại khu nhà trọ suối nước nóng, những người bạn cũ lâu ngày gặp lại có cuộc nói chuyện rất rôm rả. Đây là lần thứ hai cả nhóm tụ họp sau thời điểm 5 năm về trước. Mọi người liên tục kể về thành tích của mình trong câu lạc bộ một cách rất vui vẻ trước mặt Ran. Những người bạn cũ của bác Mori lần lượt là Ayashiro Yukio, 37 tuổi, từng là át chủ bài trong câu lạc bộ, hiện đang là giáo viên thể dục của một trường trung học. Ayashiro Noriko, 37 tuổi, là quản lý kiêm thần tượng của cả nhóm. Giờ cô là vợ của Yukio và đang ở nhà làm nội trợ. Omura Jun, 37 tuổi, từng là tay vật giỏi nhất câu lạc bộ, hiện đang kinh doanh một cửa hàng mô hình, cũng là quản lý của câu lạc bộ. Harikoshi Yumi, 37 tuổi, từng là hoa khôi của nhóm judo, giờ đang làm nhân viên của công ty mỹ phẩm. Công việc hiện tại của cô có vẻ đang gặp đôi chút khó khăn khi Yumi nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty. Cuối cùng là Nakamichi Kazushi, 37 tuổi, đội trưởng của câu lạc bộ, hiện đang làm thanh tra cảnh sát ở tỉnh Shiba. Kazushi từng có quan hệ yêu đương với Yumi, nhưng cả hai đã cắt đứt quan hệ và anh cũng sắp sửa kết hôn với người khác. Ai nấy đều tự nhận là trụ cột với cả át chủ bài, còn ông bác Mori lại là người lười luyện tập nhặt nhóm. Không chịu thua kém, ông bác cũng tự nhận mình là Sanchiro của Beika, nhưng chả ai quan tâm. Được biết Sugata Sanchiro là một huyền thoại judo, nhân vật chính trong tác phẩm đầu tay của đạo diễn nổi tiếng người Nhật Akira Kurosawa. Tám chuyện ôn lại kỷ niệm xong xuôi, Nakamichi rủ mọi người cùng chơi bóng bàn trước khi đi xem pháo hoa lúc 6:30 chiều. Tất cả đều đồng ý, trừ Yumi. Cô có vẻ khó chịu và bỏ lên phòng nghỉ, không tham gia chơi cùng cả nhóm. Tại phòng bóng bàn, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Trong khi bác Mori đấu với Yukio, Ran ngồi nói chuyện và khen Nakamichi là người mạnh nhất trong đội judo của họ. Tuy nhiên, Nakamichi từ chối lời khen đó và nói rằng có một người bạn thậm chí còn mạnh hơn cả anh ta mà anh ta không bao giờ có thể đánh bại được. Cùng lúc đó, Omura đi vệ sinh trở về với vẻ mặt hốt hoảng. Thoáng cái đã hơn 6 giờ, mọi người lật đật thu dọn để đến kịp giờ xem pháo hoa. Bác Mori, Ran, Conan và Omura đi trước để giành vị trí đẹp. Ran chợt nhận ra quên chưa gọi cô Yumi dậy nên đã cùng Conan quay trở về khu nhà trọ. Những đợt pháo hoa đầu tiên cũng đã được bắn. Đang định gõ cửa phòng Yumi thì Ran bị Nakamichi cản lại. Anh cho rằng Yumi rất ghét bị đánh thức. Nakamichi và hai vợ chồng nhà Ayashiro sau khi tắm xong cũng đi cùng Ran, Conan trở lại điểm bắn pháo hoa. Tuy nhiên, đến tới chỗ bác Mori thì mọi người đều bị lạc nhau hết. Omura chạy đi tìm cũng mất bóng luôn. Sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, trở lại khu nhà trọ, bác Mori vẫn còn hậm hực vì giành chỗ đẹp nhưng không ai tới cả. Mọi người chuẩn bị ăn tối thì Conan nhận ra Yumi vẫn đang ngủ. Nakamichi quyết định cùng mọi người lên đánh thức cô ấy dậy. Bước vào phòng, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Yumi ngồi tựa lưng vào tường bê bết máu cùng một khẩu súng trên tay. Ngay lập tức Nakamichi yêu cầu mọi người không được lại gần hiện trường và cho gọi cảnh sát gấp. Nhưng do trời mưa, bác Mori cùng Nakamichi đành đảm nhận vai trò điều tra cái chết của cô Yumi trước khi cảnh sát có thể đến. Bằng các kỹ thuật nghiệp vụ, có thể kết luận là cô Yumi đã chết cách đây 7 tiếng, tức là vào lúc 3 giờ chiều, lúc mọi người đang tụ họp ở phòng bóng bàn. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là tự tử, vì trước đó Yumi có các biểu hiện tâm lý bất ổn khi buột miệng nói, thật muốn chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên, thi thể và hiện trường có rất nhiều điểm bất ổn. Liệu rằng vì áp lực cuộc sống mà Yumi đã tự nghĩ quẩn dẫn đến tự sát, hay có ai đó đã ra tay sát hại và cố tình dàn dựng như một vụ tự tử? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điểm kỳ lạ trong vụ án này nhé. Đầu tiên là về thi thể của nạn nhân Yumi. Cô mặc một bộ yukata size lớn khá rộng, không có đồ lót bên trong. Dù trước đó lúc sinh hoạt với mọi người, bộ yukata cô mặc lại rất vừa vặn với cơ thể. Ngoài ra, ngón trỏ không đặt trước cò súng. Và điều kỳ lạ nhất là trên thái dương không hề có vết bỏng. Xét theo mức độ co cứng của thi thể, Yumi có thể đã chết vào lúc 3 giờ chiều.
ngay lúc mọi người đều tập trung tại phòng bóng bàn. Tuy nhiên vào lúc 5 giờ chiều, Omura trong lúc đi vệ sinh đã bắt gặp Yumi đứng trên lầu nhìn chừng chừng xuống phòng bóng bàn. Phải chăng đó là bóng ma của cô Yumi hiện về? Nghe khá là vô lý nhỉ? Đến đây thì các bạn đã đoán ra chân tướng vụ án chưa? Nếu vẫn chưa thì hãy cùng đến với suy luận của Conan xem như thế nào nhé. Đầu tiên về vết thương ngay phần thái dương. Khi tự sát, thông thường người ta sẽ áp sát nòng súng vào đầu. Và khi bóp cò, chắc chắn sẽ để lại vết bỏng do ma sát giữa viên đạn và nòng súng. Nhưng trên thái dương của Yumi không hề có vết bỏng, cộng thêm việc ngón trỏ không đặt trước cò súng. Điều này chứng tỏ Yumi đã bị ai đó bắn và cố tình dàn dựng thành một vụ tự sát. Tiếp đó là chi tiết bộ yukata không đúng sai và Yumi không mặc nội y. Phải chăng hung thủ đã thay một bộ yukata khác cho Yumi? Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Liệu hung thủ là kẻ ngoài đột nhập hay là một ai khác trong nhà trọ? Nếu hung thủ là kẻ lạ mặt từ ngoài đột nhập vào và ra tay giết hại Yumi, thì chẳng việc gì cần phải dàn dựng hiện trường thành một vụ tự sát cả, bởi hắn có thể cao chạy xa bay ngay sau đó. Nói cách khác, hung thủ chỉ có thể là một trong số những người bạn thân cũ thuộc câu lạc bộ judo. Những ước lượng thời điểm tử vong, mọi người trong nhóm đều có bằng chứng ngoại phạm một cách hoàn hảo. Thế nhưng hung thủ đã buột miệng nói ra sự thật. Vậy các bạn đã phát hiện ra ai là kẻ thủ ác chưa? Chính xác, kẻ đã ra tay giết hại Yumi chính là Nakamichi. Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm khi tham gia chơi bóng bàn cùng mọi người, nhưng thực ra chính Nakamichi đã dùng một thủ thuật để khiến mọi người cho rằng Yumi đã chết lúc 3 giờ chiều. Đó là hiện tượng chết đột ngột trong trạng thái đang vận động. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và khám phá ra rằng một người khi chết trong trạng thái đang vận động mạnh, protein trong cơ bắp sẽ khiến cho cơ thể căng cứng nhanh hơn bình thường, dẫn đến hiểu nhầm về thời gian tử vong. Nakamichi thân là một cảnh sát nên nắm rất rõ điều này khi còn đang học ở học viện cảnh sát. Giống như trạng thái chết đứng của Benkei Musashibo, ông là một tăng binh của Mạc Phủ Minamoto ở thế kỷ thứ 12 tại Nhật Bản. Benkei đã hy sinh khi bảo vệ chủ tướng của mình trước 300 tên lính. Chúng bắn những trận mưa tên vào Benkei và ông đã chết trong tư thế đứng hiên ngang. Quay trở lại vụ án, lúc 6 giờ hơn, khi mọi người rời phòng bóng bàn, Nakamichi đã thách đấu Yumi chơi bóng bàn, sau đó dụ Yumi quay trở về phòng và bắn chết cô ấy. Trên thực tế, Yumi chết vào lúc 6 giờ 30 chiều, cùng lúc những đợt pháo hoa đầu tiên được bắn, nên tiếng súng nổ hoàn toàn bị tiếng pháo hoa át đi. Điều đó cũng giải thích vì sao Omura đã nhìn thấy Yumi vào khoảng 5 giờ. Vì chết ngay sau khi chơi bóng bàn, trên cơ thể Yumi vẫn còn ướt mồ hôi, nên Nakamichi đã thay bộ yukata khác cho cô. Lúc này Ran và Conan đột ngột trở về để đánh thức Yumi dậy. Nakamichi đành trốn ra ngoài qua mái nhà và trở lại hành lang bằng cửa sổ, vờ như là vừa tắm xong và ngăn Ran lại. Sau đó Nakamichi giả vờ đi xem pháo hoa cùng mọi người nhưng đã cố tình bị lạc. Trở lại căn phòng, đặt khẩu súng vào tay Yumi để tạo hiện trường giả. Tuy nhiên, lúc đó bàn tay của Yumi đã cứng lại trong trạng thái cầm vợt bóng bàn nên không thể đặt ngón tay vào cò súng được. Nakamichi đã vô tình buột miệng nói ra sơ hở. Khi phát hiện ra Yumi ở trong phòng, thay vì gọi cấp cứu, Nakamichi lại cho cảnh sát và không cho ai đến gần vì anh biết rằng Yumi đã chết. Chính điều này đã tố giác anh là hung thủ giết người. Động cơ gây án đến từ mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Trên thực tế, cả hai đã hẹn hò suốt 18 năm. Trong khi Nakamichi mong muốn tiến đến hôn nhân và đã nhiều lần cầu hôn Yumi, nhưng cô liên tục từ chối. Đến lúc Nakamichi mất kiên nhẫn và đính hôn với người khác, Yumi lại làm lông lộn lên. Yumi đã quay ra phá hoại hạnh phúc của Nakamichi bằng các hành động như viết thư, gọi điện quấy nhiễu hay đe dọa gửi những bức ảnh chụp chung để gây hiểu nhầm. Không thể chịu đựng được con quỷ phá hoại cuộc sống của mình, Nakamichi đã xuống tay bắn chết Yumi. Nakamichi tức giận nắm lấy bộ yukata của bác Mori, nhưng đã bị bác Mori hạ đo ván bằng judo. Từ đây cũng tiết lộ người mà Nakamichi không thể thắng được, không ai khác chính là ông bác dâu kẽm nhà ta. Sự ích kỷ, ghen tị với người khác là cốt lõi của tấn bi kịch này. Yumi tự chối bỏ hạnh phúc, nhưng đến khi bản thân gặp bế tắc, còn người khác có được hạnh phúc, cô lại đi phá hoại, muốn đi gieo rắc bất hạnh cho người khác, dẫn đến chính cái chết của bản thân. Tính cách ông bác Mori là một người khá buông thả, thiếu nghiêm túc, nên trong các vụ án, Kogoro thường bỏ sót những dữ liệu quan trọng. Ông bác nhiều lúc còn ngớ ngẩn rơi thẳng vào cái bẫy của hung thủ. Thậm chí số lần ông bác Mori bắt nhầm người còn nhiều hơn số lần ông tự phá án. Tuy nhiên khi những vụ án liên quan đến người thân, Ran hay Eri, thì khả năng phá án của ông bác tốt hơn hẳn. Đó cũng là lúc Kogoro Mori thực sự nghiêm túc. Trong vụ án lần này cũng vậy, thái độ cương quyết mạnh mẽ, mong tìm ra chân tướng kẻ thủ ác, giúp người bạn thân an nghỉ nơi chín suối của ông bác Mori. Chính điều này đã nhận được sự kính trọng đặc biệt từ Conan, bởi vậy mà cậu quyết định không gây mê ông bác như mọi khi. Mặc dù vẫn cần đến sự gợi ý từ Conan, nhưng chúng ta đã thấy một hình ảnh thám tử Mori khác hoàn toàn với ngày thường khi bật mốt nghiêm túc.
Đó là phân tích và suy nghĩ của bọn mình về vụ án họp mặt nhóm bạn cũ của Goro, một trong số ít vụ án mà thám tử ngủ gật phá án khi còn thức. Chúng ta có thể thấy, mặc dù thám tử Mori luôn tỏ ra gà mờ, nhưng ông cũng gây ấn tượng cho các độc giả với một số lần phá án xuất thần của mình. Chắc hẳn tài suy luận của ông bác không phải là dạng vừa, vì chỉ qua một số gợi ý của Conan, ông đã dễ dàng tìm ra chân tướng thủ phạm. Các bạn có yêu thích vị thám tử lắm tài nhưng nhiều tật Mori của Goro không? Nếu muốn bọn mình làm thêm những vụ án nào khác, hãy để lại yêu cầu xuống phần comment phía dưới nhé. Còn bây giờ, hãy đến với chuyên mục Hỏi Xiên Đáp Xẹo. Câu trả lời đúng của kỳ trước đó là đáp án B. Trên đầu anh ấy có cắm một cái rìu. Các bạn đừng nhầm lẫn, câu đố là nhân viên phụ trách, chứ không phải là nạn nhân của vụ án đâu nhé. Không biết vì sao anh ấy lại làm như vậy nhỉ? Còn giờ là câu đố của số hôm nay. Trong tập phim, chị Hirota Masami đến nhờ ông bác Mori tìm người bố mất tích. Tuy nhiên, một lúc sau cô cũng biến mất luôn. Conan đã tìm thấy cô ở trong một quán pachinko, tên một loại trò chơi với bi ở Nhật Bản. Các bạn còn nhớ chính xác quán đó tên đầy đủ là gì không? A. Pachinko Chinjara, B. Pachinko Deru Deru, C. Pachinko Jump. Nào nào, suy luận cũng cần có trí nhớ tốt mà phải không? Hãy thử đưa ra câu trả lời của mình dưới phần comment nhé. Nếu bạn thích video của kênh Anime Rewind, hãy để lại một like, một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kẻ theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!